nào cũng được 1200 kim cương mà cộng thêm mà. Anh em nào mà để ý xem video clip của mình là biết cái độ hơi của mình khi mà mình quay đồ. Hai team hả em? Vào vào nhà ba tầng anh. Thôi xong rồi. Bên này có súng không? Bên này có súng mà. Ra cầm 1451. Anh có rồi, em nhặt đi. Xong rồi lên tầng 2 với anh nhanh 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 nhanh. Nó ở trên lầu, nó ở trên lầu. Nó ở trên lầu. Lầu 3. Em lên lầu 2 loot đi. Đánh giải quyết lầu 3. Hello. Motherfucker. Xong rồi. Lên lấy khẩu MP7 em ơi. Trên đấy khẩu MP7 Diệp ơi. Có mũ giáp đầy đủ luôn. À thế thôi để anh lấy cho. Để anh cầm khẩu MP7 cho. Ok rồi. Alo. Alo. Lỗ cục cứt đấy. Lỗ. Thích cứt không? Cút. Phá pháp giờ bố láo. Ý. Ờ, Diệp ơi. Vector, Vector. Diệp ơi, lên lấy Vector đi em. Nhờ hai tầng có người không ta? Lấy đi xong anh kho, em bắn. Chỗ là kho, hướng nhà kho một cái nhà kho. Một cái nhà kho lẻ ở đây đúng không? Nhà kho lẻ. Từ từ. Mình cứ ở trên đây xem chúng nó làm gì. Bình tĩnh thôi, trận này cố gắng top 1 à. Easy top 1. Thôi đi. Cứ ngồi xuống thôi Diệp. Ồ, đã có súng rifle rồi. Căng vậy. Ở dưới tầng 1 có một khẩu M4 đây. Chưa anh Tuấn trận nào easy top 1. Láo. Quá láo. Tuổi gì mà đoán mì. Ủa ôi khiếp. Em ơi còn 18 cái băng đít này. Lấy đi Diệp. Trời ơi 8 luôn ạ. Thôi anh lấy nhá. Lấy Diệp ạ. Rồi anh lấy luôn. Diệp ơi, có bạn bắn SMG gì không? Anh vứt đạn SMG gì à? Này, 40 viên đạn SMG gì à? Cầm tạm. Nhưng mà em không đánh được. Anh đây ra đây anh cho băng đít. Này, băng đít này. Đó, anh dục hết ra đấy. Diệp biết tại sao thằng đấy nó chết không Diệp? Bởi vì nó nhỡ tay bắn trúng anh cái. Đã kể nó không bắn trúng anh cơ, thì nó đã sống rồi. Nhưng đấy nó còn nhỡ tay bắn trúng mình cái. Hay là cuộc đời nó thăng hoa luôn. Trong đây chắc chả còn gì đâu em ạ. Nút xong té rồi. Ô, hộp đạn rifle, ngon quá. Vừa đủ 90 viên, à 40 viên luôn. 40 viên trên không. Vãi cứt. Ba lô 2 Diệp ơi. Đi hết rồi. Ok đi. Bỏ đâu? Ô bom mình luôn này. Mình đi vào lốt in game em ơi. Đây hướng này. Ok chào anh em nhá, chào anh em. Ô thính kìa Diệp ơi. Let's go baby. Đi sẽ làm lưu thính. Diệp ơi, có nước chưa? Có một bình rồi. Ok. Lấy xe đạp đi em nhá. Thôi okay. em đi anh sợ. Lên xe anh đèo. Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo. Ai, lên.
Ui dồi ôi, ăn nhiều thế. Nặng vãi cứt. 3 ngày rồi chưa ăn. Trời đau. Xe nó chạy kìa. Bây giờ mà thằng nào nó nhìn thấy anh em mình là nó bắn thấy mẹ luôn đấy Diệp ạ. Nặng quá. Trời ơi, tốn calo quá, tí bồi dưỡng mấy nghìn tiền đạp xe nhá. Đi đạp đi, tí Diệp cho chạy nước. Nhìn nhân vật trông nó khổ quá Diệp ạ. Kêu à, kêu à. Em ơi, có xe trộm chó này. Lên lên xe trộm chó em ơi. Lên con Exciter trộm chó của anh à. Ok. Én. Bỏ to sao sao không đi. Én. Thính everywhere. Trời đâu. Giờ ơi, đi thì anh cho cái COVID-8. Đi. Súng phóng liệu em ạ. Đang đi xe nhảy xe xuống vứt vứt xe đấy cho anh Diệp vẫn ngồi thôi. Lên mình đi đến cái thính tiếp theo. Ok. Thính tiếp theo ở đâu em nhìn hộ anh cái. Có thính rồi không? Trận này anh em rút hết thính. 75. Đây rồi. Ok. Đến cái thính tiếp theo nào. Các em ơi, giờ anh chỉ quan tâm thính thôi. Anh em, ván này anh em lút hết, không để chừa bất cứ cục thính nào à. Bom chết đấy, bị dính bom à. Có cứt thế, mình có mà cầu mong cái điều đó xảy ra. Bởi vì đó, nó sẽ không bao giờ thực hiện được đâu. Ai ơi, cái đời gì thế? Lạy chúa trên cao, tơn đao hoa mắt, bắn cái đồ gì vậy? Tha thứ. Nhân danh Chúa tha thứ cho các con. Ta bắn vừa rồi. Đau quá mèng ơi. Pha này ít cũng phải mất vài chục máu như đùa. À, vài chục điểm rác như đùa. Đau quá. Đau vãi lều rồi. Lên đỉnh đồi cao cũng luôn. Khẩu vỏ L. Diệp ơi. Lên xe. Nào vừa bắn anh em mình nhỉ? Quay lại nào. Thằng khốn nạn. Có giỏi thì bắn nữa đi. Này bắn đi. Này. Bắn đi. Bộ cái. Bắn đi. Ôi lại thính. Ôi. Đi. Lút tiếp. À quên chưa cho Diệp cái X8 nhỉ? Tí nữa Diệp nhá. Thính kia luôn đi. Kệ nó, nhà đó. Không phải xoắn em ạ. Kệ nó. Quan tâm gì. Chúng ta chỉ cần thính mà thôi. Trận này anh em mút hết thính của bản đồ này. Không cho bọn nó ăn bất cứ cái thính nào. Cái thính đấy ông vừa thính đấy ra ông kia là. Xuống em ơi. Đây rồi. À này, Diệp ơi, X8 này. Đó. Hộp đạn này. Ô, xe xị. Thính đây. Đừng để thính rơi. Ít đạn rifle quá, cháu có đạn rifle. Ui, bọn nó vừa bắn nhau ở đây này, té khói này. Thính rơi vỡ mõm. Ra mà rơi vỡ đầu rồi. Xem có thằng nào đến nhặt thính không? Không à, tình hình là không à, thính là của mình rồi. Hê. Vãi cứt, nếu phải rồi. Anh Nam ơi. Ừ. Cái tiếng quân gì vậy? Đùa với Linh ra rùa. Đền tội ngay.
dám đùa với Ly ra rùa. Ôi AUG đây rồi. Nó đã chết đen thui người rồi Diệp ạ. Mua ba ngoài. Có người đến, có người đến, có người đến. Té đi Diệp ơi. Em nghĩ nó qua quay lại không? Câu trả lời là nó có. Xúc vào thẳng. Nó có quay lại. Đây ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, anh cứu, ngồi yên, ngồi yên. Nó đi xa hả? Yeah, nó chạy bên phải. À, bên... Ngồi yên, anh em mình tàng hình rồi. Ghê vậy. Hết hồn nà. Đút máu lên đi Diệp. Ý chết nhá. Tính nguy hiểm thật. Tí nữa thì hiệu. Không đi được. Giáp 3 đi rồi. Lại nữa. Đông vậy. Giờ bay có người nhá, có người nhá. Xin lỗi nhá. Tội của bạn là đã đâm mình. Phạt tiền giao thông luôn. Một mạng luôn. Thôi xong rồi. Diệp ơi máu ở đây Diệp ơi. Diệp ơi máu 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 máu. Anh này nhặt được giảm thanh rồi. Em có ấy chưa? Ơ ấn nhầm ấn nhầm. Cái gì vậy? Vậy cũng được luôn. Yeah. Sao bọn này nó đông vậy? Nó có thể ít hơn một tí được không? Ờ anh vừa vứt đạn ra đấy. Em nhặt mấy cái chỗ này à, nhiều lắm. Lại xe. Cái gì vậy? Kìa kìa kìa. Cửa sổ nó ngắm anh ấy. Cửa sổ. À nó vào nhà rồi, nó vào nhà rồi. Nhanh đấy. Dưới cẩn thận nhá. Chết rồi, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Đó, nét từ kia. Ui thầy. Diệp đâu rồi? Let's go. Diệp chạy xuống dưới gốc cây dưới kìa. Đấy, chỗ đấy bắn được cái gì. Bọn này nó tốn máu lắm rồi đấy. Ở mép cuối nhà em ơi. Chỗ thằng đằng đá cuối nhà. Đấy, đấy, chỗ đấy, đấy, đấy. Đấy, mép đấy. Diệp không vào đây.
quân phòng cái gì vậy? Mất máu rồi, mất máu. Lốc, lốc tiếp. Vẫn đang mất máu. Xong luôn. Người nào đã khai hỏa quả bom ngon vậy? Ok, các bạn ấy đã vĩnh biệt rồi. Cánh hoa rụng rời, phận duyên mong manh rẽ lối trong mưa ngày tương phùng. Wow. Tiếng cốc theo làn gió bay, thuyền qua sông lớp quê vây. Xe dừng Diệp ơi. Ơ kìa, xong đi được. Diệp ơi đâu rồi Diệp ơi? Đi đâu vậy Diệp ơi? Diệp ơi. Ơ? Đây. Ờ, anh ở đâu? Đang bắn ở nhau này. Ơ tưởng. Trời ơi. Nào vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Cẩn thận, nó đang ở ngoài viên nhà đấy. Em vừa bị một phát headshot. Anh nhìn nó. Đi quay lại chỗ tôi thấy ném mũ ba. Ngu người. Không cứu bạn à? Nó đang cứu thế anh lên nó bảo bỏ. Trời ơi. Rồi xong. Dám đùa với cả bom của Tuấn HC à? Rồi, lên. Ăn máu to lên em. Anh chỉ lấy bom thôi. Bom là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Sáu cháy bom rồi, sợ thật. Nhiều vãi cả trường. Diệp thấy anh đáp bom quả đi vào lịch sử không? Diệp ơi, sợ lòng giảm giật cho AK. Lấy đi em. Không thể để lỡ bất cứ một quả bom nào. Chúng ta phải nhặt hết. Ok, chào anh em nhá. Diệp ơi, Diệp ơi. Diệp, lên xe, lên xe. Anh em lao hẳn vào nhà 2 tầng, nhanh. Lên xe nhanh anh em. Lên, lên, lên. Ok. Chuẩn bị nhảy nhá. Ấn để tay trước vào nút xuống xe đi. Xuống em ơi. Trên nhà có người. Năm, bốn, ba, hai, một. Fan dâu hôn. Vĩnh biệt. Xong luôn. Chiếm nhà em ơi. 11 kill. So easy.
Tiếng không có theo làn gió bay. Thuyền qua sông lỡ quên với ánh trăng tàn nơi này. Đố dám dừng xe đấy. Đố dám dừng xe luôn đấy. Dừng hộ mình cái. Dừng cái là giết ngay. Hello. Hello anh em. Cái khẩu AUG này nó bắn nó không ra tiếng anh em ạ. Bắn rất là hay luôn. Mình ở trong bo em ơi. Rồi xong. Đấy là cách đáp bom ấy anh em. Cái trích đáp bom này không phải ai cũng biết đâu anh em. Bắn đâu vậy? Ờ, nó đang bắn anh này. Ở dưới nhà. Đúng không? Em đứng im đi Diệp, đứng im anh. Được rồi. Tránh ra. Còn bom không? Vứt anh xin ít bom. Thôi rồi, thế thôi. Đừng đi lại linh tinh nhá. Đứng im. Đừng đi lại linh tinh. Đứng im cho anh. Ok rồi. Trong nhà mình không có người. Bình tĩnh rồi, cứ bình tĩnh rồi. Đừng nóng vội. Mình vẫn đang ở giữa bo, không phải sợ. Em đi á. Ngồi im, đừng ngồi giữa đường kìa. Ngồi giữa lối đi lên kìa. Em ngồi hẳn vào trong góc nhà đi. Vào hẳn trong góc nhà trước mặt anh ngồi. Ngồi sao nhìn thấy nó được. Ngồi giữa cái cầu thang ấy là nó bắn em ấy. Hình như anh nhìn thấy nó rồi. Khó quá. Nhà mình vẫn trong bom. Nhà mình vẫn trong bom. Ngon mà. Cứ kệ nó. AUG anh có trong tay rồi. Láo cái này anh bắn vào người luôn ngay. Nó ở đâu được nhỉ? Nó vừa bắn nhau xong. Giáp mình vẫn nguyên. Chưa mất điểm nào cả. Đây là anh nhìn nó. Nhảy này. Thằng đấy nhảy ngu thế nhỉ. Còn một thằng nữa. Nó bị bắn nó cuống. Giống mình gốc thôi. Gốc cây lúc thích đẹp thế. Gốc cây đó, gốc cây ngoài bo. Ngoài bo nhưng phải ấy bắn cái nó nhảy ra ngoài thế. Zoom là sư được. Cống mà. Nó chỉ cần nghe cái tiếng súng ai anh thôi là nó đã chết đến nửa đời người rồi. Chung là silent nó không đéo biết phương hướng ở đâu. Khẩu AUG này không nghe được. Không nhìn thấy được. Không nghe, không nhìn thấy. Hello. Bonjour. Cứ bình tĩnh thôi Diệp. Anh em đứng sát vào cái mép tường này là trong bo. Ngồi xuống Diệp ạ. Cứ thò hẳn cái người lên qua cửa sổ thế. Không Diệp chạy vào bo trước đi cũng được. Thôi. Nhà này vẫn trong bo ấy. Nó ở trước mình rồi Diệp ạ. Nó ở trước anh em mình rồi.
Không có. À. 15Q em like à? Chắc chắn là 15Q rồi. Đấy, ngồi trong đấy vẫn trong bo mà. Biết là trong bo nhưng mà bo tới mình bất lợi hơn. Bo tới mình có tơn nhảy ra mình bất lợi hơn. Do Diệp có ra dò đường trước. Không cần, không cần, Diệp cũng ngồi im. 5, 4, 3, 2, 1. Không có ở góc đấy. Thế góc trước mặt mình rồi. Ở cái góc cây ở cái viền này, ở cái viền này. 4, 3, 2, đáp. Em đáp. Một, hai. Ừ em đáp đi, em cảm giác chỗ nào có người thì em đáp. Không có. Không có. Má mất máu xe. Cứ bình tĩnh cho, cứ bình tĩnh, đừng vội, không phải vội, không phải vội. Cứ bình tĩnh thôi chị ạ. Xem nào, còn 18 giây nữa. Bắt đầu em ơi. Đi, let's go. Tiếng súng bắn. Tiếng súng bắn đâu ấy, em bắn ở Diệp. Diệp ơi. Kìa cái bụi cỏ ấy à. Cái bụi cỏ hướng anh à. Ok. Let's go.